Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Mẹ Bầu Thông Thái cùng bác sĩ Tính. Thời lượng hôm nay của chương trình chúng ta sẽ dành để nói về một chủ đề mà các bạn sẽ rất là quan tâm, đó là chủ đề về ngén trong thai kỳ và các cách để có thể để mà làm giảm ngén được. Vâng, thì người ta định nghĩa ngén là tình trạng buồn nôn và nôn xuất hiện trong thai kỳ. Thì cái tần suất xuất hiện của ngén trong thai kỳ rất là phổ biến, lên đến 90% người phụ nữ mang thai ghi nhận được những triệu chứng này. Thì như vậy, ngén là một dạng sinh lý bình thường khi mang thai. Chúng ta chỉ định nghĩa là ngén bệnh lý, tức là ngén mà ảnh hưởng đến thai. Khi nào chúng ta có tình trạng nôn ói rất nhiều, định nghĩa là trên 3 lần nôn ói trong một ngày và chúng ta mất khoảng 5% trọng lượng cơ thể. Diễn tiến tự nhiên của ngén á, thì ngay khi bắt đầu chúng ta trễ kinh á, thì mình đã có thể thấy được những cái cảm giác khó chịu đó rồi. Nhưng mà thực tế thì tôi hay trấn an sản phụ của mình thì những cái triệu chứng ngén này hoàn toàn là sinh lý và nó sẽ giảm dần theo thời gian. Thường á, thì nó sẽ đạt đỉnh vào khoảng tuần lễ thứ 9 tới tuần lễ thứ 10 và sau đó sẽ giảm dần. Sau 12 tuần á, đa phần bầu của tôi thì không còn cảm giác thấy ngén nhiều nữa. Nhưng mà thực tế cá biệt thì có một số người có thể cảm giác ngén lên đến 16 tuần nè, 20 tuần. Hiếm hơn, cá biệt hơn, có một số người thì sẽ ngén lên đến 3 tháng cuối thai kỳ và thậm chí là chuyển dạ cũng có thể là vẫn còn bị ngén nữa. Và nó đảo lộn rất là nhiều thứ trong cái cuộc sống của chúng ta. Như vậy thì ai cũng biết được ngén là một cái sự thay đổi hiển nhiên khi mang thai. Nhưng mà chúng ta sẽ tự hỏi là những người nào và là những nhóm cơ địa nào sẽ dễ bị ngén nhiều hơn những người khác. Đó là những người tôi xin đơn cử ở đây, đó là những bạn có bệnh lý dạ dày trước đó. Có thể là bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản nè. Cái axit của chúng ta thường xuyên nó trào từ phía dạ dày lên thực quản nè. Hoặc là chúng ta có con vi khuẩn Helicobacter pylori trong dạ dày của chúng ta. Hoặc là do mình ăn uống thiếu chất, mà cụ thể ở đây là người ta đề cập nhiều nhất đến vitamin B6. Do vậy, việc bổ sung vitamin trước khi mang thai một lần nữa là một vấn đề rất là quan trọng trong thai kỳ. Thêm một thông tin nữa rất là thú vị, thì tình trạng ngén mà ở nước ngoài người ta hay gọi là morning sickness, tức là cái cảm giác khó chịu vào buổi sáng. Nhưng thực tế thì ngén có thể xuất hiện vào bất kỳ thời gian nào trong ngày, nhưng mà chủ yếu thì vẫn tập trung vào buổi sáng. Nguyên tắc ăn mà dành cho người mà đang bị ngén đó, thì tôi hay khuyên sản phụ của mình là nên nhớ cái nguyên tắc như thế này. Thứ nhất là không bao giờ được để cho dạ dày của mình trống. Tại vì khi mà để cho dạ dày trống, nó sẽ càng kích thích và làm cho cảm giác ngén của mình khó chịu hơn. Và cũng tương tự như vậy, nếu như dạ dày của chúng ta quá căng, quá no thì cũng sẽ xảy ra một cái tình trạng tương tự. Vì thế chúng ta nên chia nhỏ cử ăn của mình ra. Có thể trước đây chúng ta ăn 3 cử, 4 cử thì bây giờ chúng ta ăn 5 cử, 6 cử và chúng ta ăn không nên quá nhiều và không để cho mình đói. Thứ hai nữa là chúng ta phải nên lựa chọn những thực phẩm nào hạn chế kích thích cái khẩu vị của chúng ta. Cái điều này thì rất là phụ thuộc vào tùy mỗi người. Có một số bạn thì nhạy cảm với lại cá nè, với lại tôm nè, với lại hải sản nè. Nhưng mà có một số bạn thì lại bị nhạy cảm với lại các loại thịt, ví dụ như thịt heo, thịt gà, thịt bò. Thì bạn sẽ lại chính là người để mà tìm ra được cái thực phẩm nào phù hợp và không phù hợp với bản thân của mình. Ngoài ra thì chúng ta nên lựa chọn những thực phẩm nào nó khô một tí. Tại vì khô nó sẽ làm cho cái khối thức ăn ở trong dạ dày của chúng ta ít và nó sẽ đỡ kích thích hơn. Có một cái lời khuyên từ một số các cái sách và báo chí của nước ngoài mà tôi thấy rất là có thể ứng dụng được ở Việt Nam, đó chính là chúng ta sẽ ăn bánh mì vào buổi sáng. Tại vì bánh mì thì bản thân ở bên trong nó rất là khô, chúng ta có thể để ở giữa là một lát giăm bông hay là phô mai gì đó, đồng thời có thể bỏ thêm rau xanh. Rau xanh cũng là một cái lời khuyên rất là tốt, vì những cái thực phẩm như trái cây nè và rau xanh chúng ta bỏ trong tủ lạnh thì nó sẽ ít kích thích hơn là chúng ta ăn cái thực phẩm đó bằng đồ ăn nóng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị thêm một số các cái món ăn vặt. Và thêm nữa thì tôi hay khuyên các bầu của tôi thì hay trữ những cái đồ ăn vặt ở trong nhà đó. Mà cụ thể thì ở đây là các cái loại bánh snack mà ở bên trong nó có tí muối đó. Thì khi chúng ta đói hoặc là khi buổi sáng chúng ta vừa ngủ dậy thì chúng ta sẽ ăn một ít bánh thì vào. Nó sẽ làm cho chúng ta, bao tử của chúng ta trở nên dễ chịu hơn. Một cái nữa cũng rất là quan trọng mà đã được chứng minh, đó chính là những cái thực phẩm nào có thể là kẹo nè, có thể là bánh được chế biến từ gừng. Trước đây chúng ta biết được gừng có khả năng trị được các bệnh liên quan tới dạ dày, thì bây giờ chúng ta biết thêm được một công năng nữa của gừng, đó chính là làm giảm ngén. Cho nên thì chúng ta có thể bỏ gừng vào trong trà để uống, chúng ta dùng kẹo gừng nè, chúng ta dùng các loại bánh có chứa gừng, hoặc có thể có một số các cái loại thực phẩm khác như là chanh. Chúng ta nên vắt một tí chanh vào nước uống thì cái vị nước sẽ dễ chịu hơn.
có thể chúng ta sẽ ngửi lá bạc hà nè, chúng ta sẽ sử dụng các cái vỏ quýt để mà ngửi các tinh dầu ở trong đó, nó cũng sẽ làm dịu và làm giảm cảm giác ngén khó chịu hơn. Và nếu như tất cả những cái phương pháp tự nhiên trên hoàn toàn không cải thiện được tình trạng ngén của bạn thì chúng ta có thể sử dụng các cái sự hỗ trợ từ thuốc men. Quay trở lại giống như những chương trình trước tôi đã nói, nếu như chúng ta bổ sung các cái đa vitamin trước khi mang thai sẽ làm giảm cảm giác ngén này của mình. Tôi hay thường kê thêm cho bệnh nhân là vitamin B6, tại vì người ta đã có chứng minh được nếu như chúng ta sử dụng vitamin B6 sẽ làm giảm cảm giác ngén của chúng ta rất là nhiều. Ngoài ra chúng ta sẽ có thể sử dụng thêm những cái viên thuốc chống nôn mà dạng uống. Hiển nhiên nếu như sử dụng tới những viên thuốc chống nôn này, các bạn cần phải có sự tham vấn của bác sĩ sản phụ khoa của mình. Và ngay cả trong trường hợp nếu như tình trạng ngén quá nặng, chúng ta nôn ói và hầu như không ăn uống được gì cả, thì chúng ta có thể cần phải nhập viện nè, cần phải truyền nước nè, để bác sĩ cho thêm các loại thuốc hỗ trợ chúng ta đi qua giai đoạn này. Như vậy thì để tóm lại chương trình ngày hôm nay thì ngén là một triệu chứng hoàn toàn là sinh lý mang trong thai kỳ. Ngén này sẽ được giảm đi rất là nhiều nếu như chúng ta qua được tam cá nguyệt đầu tiên, tức là sau tuần lễ thứ 12 trở đi. Chúng ta vẫn có thể điều chỉnh và làm giảm cảm giác ngén bằng những cái cách thông thường, như là chúng ta sẽ thay đổi chế độ ăn nè, chúng ta bổ sung thêm một số thực phẩm khác như đã nêu ở trên, và có thể thì sẽ cần thêm một số loại thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của chương trình Mẹ Bầu Thông Thái cùng bác sĩ Tính. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube của Victoria Healthcare để có thêm được những thông tin sức khỏe bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.